Hello mọi người, hôm nay mình sẽ thử thách trèo trèo cây xích. Hay là cái nhãn được không ta? Và thoại trên cây. Cái nhãn thì có đúng không? Đây, xin giới thiệu với anh, đây là vườn nhà bác Ngọ. Lấy bác Ngọ đúng không đấy không? Nhà này là nhà anh em anh Đức này. Anh Hùng. Nhãn nhưng mà đều đã hẳn ra quả đâu. Thì bây giờ nhá, đi ra chợ mình mua một chùm nhãn. Rồi em trèo lên cây thì mang cái chùm nhãn này lên, em vừa quay vừa ăn. Nhãn đi chỉ xoài điếu không ra đâu. Mình chỉ cần bắt cái gốc thì mình phải đi ra chợ mình mua nhãn anh ơi. Thì thôi mày xuống đi, tao đi ra chợ tao mua. Nhanh chọn lên. Ngay kia kìa bà ơi. Ông cốt xuống. Rồi. Thế để em ngồi gì nhỉ? Ngồi cái gì nhỉ? Cái nhãn thiếu chỉ cây em. Anh tự khắc cách làm cho em lên. Ok. Em bắt em cái cây thang. Anh nói thế thôi chứ. Mình sẽ lên. Mình sẽ làm kiểu vô lý là mình trèo cây xoài nhưng mà có quả nhãn. Mình trèo cây nhãn có quả xoài. Sao mình cũng trèo cây xoài cừ xong ăn nhãn. Ô. Nhãn đâu? Hãy đi ra chợ chứ, ở đây làm gì có. Chợ đây đâu, chợ đâu. Chung quay cái gì? Anh hát vào đây là chợ. Chợ đây. Cái này là cái chợ đâu. Ở đây có dừa, dứa, chuối. Tập hóa. Leo cây xoài. Tập hóa đúng rồi, anh phải có chợ rồi. Mình là anh đã thành cái chợ. Thế sao không ở đấy quay mấy cái khác đi? Thần kinh ở đấy quay mấy cái khác đi, tao đi mua nhãn. Sao anh bắt bọn em đi rồi? Tao bảo chúng mày xuống đi, thế thằng nào xuống. Chữ người. Quay lại. Em biết có một cây nhãn to, tổ bố thằng mày không phải trèo, không phải xin luôn, không phải mượn luôn. Mày có trèo được không? Ở cái nhà mình thuê lập máy dạ dơ dơ gì đấy, lập cái máy cọ gì đấy. Có cây nhãn to rồi. Kinh người. Đâu? Ngay đây mà. Ngay gần nhà mình. Cái cây nó trèo được không? Trèo được, to lắm. Cái bắt em trèo trên ngọn rồi bắt. Nhà này có trèo được không? Thì phải cho em xem anh. Rồi, ở đâu? Ở đâu? Đằng sau quay. Em đi thẳng vào máy. Ai làm sao mà sao? Em bắt phải ngồi ở trong cốp. Phát điên vì chúng mày mất thời. Sao không bắt? Nhưng mà em chắc chắn là nó có quả không nhá. Nhưng mà em nghĩ là cái nhãn nào có quả không? Anh xuống ngồi cho bắt lên đi ngồi đi. Anh béo. Ui, béo thằng lợn pin xuống có thành lợn thui. Để đấy thì cứ vào quay thôi không phải nhờ. Mình thuê. Là này, sắp có cảnh tắm lợn thì em có. Em biết nhân vật là ai rồi đấy. Tắm lợn. Thì đấy sẽ là, em sẽ làm một cái vlog là lần đầu tiên tắm cho Bin. Quay ra là trong cảnh tắm lợn. Ôi dồi ôi, xuống ruộng rồi. Kinh. Tự ái đấy. Rồi. Ngáy ngáy rồi ngáy. Ngất à? Sau thì Lan Anh đi quay thì dẫn bỏ lợn nhà nhưng cái bác theo lại chặt chũ ra đấy thì thằng em anh nó phải ngồi đằng sau rồi kìa. Nhà xa đây nữa không? Đây đây. Cho ô tô đây thì để đâu được mày? Đâu đến chưa? Rồi, cổng đây. Trái phải. Đấy, cái nhà ăn to như thằng tổ bố thằng ăn mày này. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Là không. Ê, trong câu thoại của Lan Anh là tôi chưa từng thấy có cây nhãn nào có nhiều quả mà chưa từng thấy cây nào. Chắc chắn là anh Tuấn phải kiểu chăm sóc kỹ càng nên là bố mẹ mình mới tin tưởng như vậy. Cả một cái câu thoại dài dằng dặc. Anh ơi có thế à? Ừ. Đấy thì bất cận Lan Anh thôi, bất cận Lan Anh nói thế thôi chứ. Ra góc toàn thì thôi, bỏ góc toàn đi. Đi thôi. Ê, lên à. Lên tầng ngọn đi. Bản nó phải lên trên cao nhảy xuống, phải lên đỉnh nhảy xuống bắt mới đẹp chứ. Không có bắt mèo đây mà. Không bắt mèo đây. Run. Đây người ta gọi là non. Người gọi là. Không bắt mèo, người ta phải bắt mèo trên cây. Anh thì em bây giờ chứ anh không làm thì anh đừng có mà kiểu đánh trống nghị thế nhá. Em ở số này anh ta đầy trai trẻ. Cái đời này còn cái gì không? À có quả để ăn rồi mọi người. Em ngồi đây nhá. Đây cái đấy con. Em ngồi đây. Con này ăn ngon này. Quả này là quả giới thiệu mọi người đây là quả cái gì tóc tiên tóc tiên. Ừ, tóc tiên. Cái này nhậu được này. Tuy nhiên dạo này lại như ở đây lại có quả này mình không biết luôn. Mút cái này trông ngon lắm. Đúng luôn à. Nó phải khô rồi. Nó bị khô. Khô đúng không? Rau của mày vẫn ngon. Vẫn ngon ngon đấy. Rau ngon lắm. Bùi bùi. Ăn rồi em ăn trước anh. Đấy. Ngon. Không biết thả
Cái đây, đây là thiếu nữ bên gốc nhãn. Đi kiếm quả gì ăn đi, đi đi. Kiếm cái này có quả vải Bắc Giang. cái nhãn quả vải Bắc Giang. Đau mông quá. Vải biết kêu đau mông. Em ném cái điện thoại nhá. Không phải do ạ, điện thoại cô cũng ở đây đấy. Làm răng. Làm răng. Không phải lừa lầm, cất cái mắt đi. Trái Hà Nội. Biết chưa? Thì em và anh chết hết âm mấy đoạn xin ra. Nhưng em không biết sửa âm nào thì... Ui, thôi cái này kia nhéo gì, kinh thế. Anh Hàm ngồi vào thì đúng là tối nó mọc lên một đống này. Nè, cái gì ấy? Kinh thế. Kiểu, anh biết mấy cái vụ mà nó ký sinh trùng nó bám vào người không? Xem cái clip hôm có đỉa, à có gì? Con gì chó nhỉ? Ve chó ấy, lục bục. Y hệt luôn, cái này y hệt luôn. Đờ. Tay che mắt nó mới nghệ sĩ. Xinh nhỉ? Chứ còn gì nữa. Ôi chết rồi, khoảng xóa mọi khung. Ừ, xóa đi. Cái gì? Có hết bài tổ. Rồi, quay từ sáng đến trừ đây anh ơi. Thôi, xuống đi, chị ngồi trồng móng đó là gì nữa. Ôi giờ xuống lại phải lên mệt lắm. Đây này, còn đây này, đây mới là mệt này. Đấy. Đây nhá, người ta làm chơi. Gì? Ừ. Cái hôm nay có làm gì đâu. Ăn với người quay vlog mà. Rồi đúng rồi, nhìn thấy đúng rồi nhá. Ôi chị. Để đấy rồi bảo không cóp máy với máy cho em. Cóp làm gì? Đâu? Đây mọi người này. Ôi giời, dễ quay thế. Anh ăn mà. Đây. Đấy, sống như chó. Nào, cái nữa nào, sống như chó nào. Đó, chó ơi. Ui, xinh này. Đấy lắm anh ạ. Em ơi, cứu dẫn, cứu. Ờ, ok. Đúng rồi. 3 chó. Rồi đây là tác phẩm của anh Bin mọi người ạ. Ôi đẹp thế. Sống như chó. Thấy gì đâu, hơi bị ngược sáng tí. Sống như chó. Em giúp. Ơi. Anh nhầm bé con này. Đấy, ăn bột này không? Bột. Ủa mọi người đi đâu ấy? Lăn bột. Rồi. Kia mà. Kệ, tao đi trên đất. Không sao đâu. Nhớ đến người. Gật đầu. Thời lương tất cả. Ui. Wow. Tai nạn kinh hoàng. Tính em. Nó thế em. Bị bẩn hết quần rồi, quần này mới mua. Bị bẩn rồi. Rất nước túi đi mua quần. Quần này rẻ mà. Thì anh có nói gì đâu. Không cãi gì đâu. Sao cái gì? Thằng Bách nó bảo là... Thằng Bách anh bảo ạ. Oan quá. Ôi, bụng anh bình phệ lắm mình ạ. Đâu. Mình đổ chân vắt lên cổ ta được. Ta lên đầu. Ui, mang tiếng đi học yoga. Yoga người ta dẻo lắm, người ta xoạc sủng đây vắt phát lên cổ này. Anh đừng có mà kiểu vậy nhá. Kiểu gì? Anh nhau cái gì?
Alo, em à. Bên lọt đấy. Bên lọt, quay đông chưa? Chưa anh ơi. Chưa. Vâng. Đang mua. Đang hết pin máy, đang đợi. Bao giờ mới xong? Lâu lắm, không biết được. Cái còn 9 cảnh nữa mà. Ai ơi. Cơ hội đâu, cả ngày hôm nay quay 9 kịch bản này. Thật mà bọn em chạy 4 mấy cảnh, toàn em mới đi. Mai lại 40 cảnh nữa. Ôi giời. Thế tối nay đi đá bóng à? Em bảo anh đưa em đi mua dép mà. Dép phải mua xong rồi mới đi đá bóng chứ. Chắc chắn một điều là em sẽ không đi đá bóng đâu, vì em mệt lắm này. Em về bây giờ em về em sẽ đi. Còn lâu, bây giờ mình 6 giờ. Quay xong 6 giờ đi luôn. 6 giờ là đá rồi mà. Đâu 7 giờ hơn. Đi đá bóng đi. Không. Kiểu kiểu gì? Cả ngày hôm nay cứ đòi chị 5.000 để mua Kia 502 để dán được tiếp này. Cứ một lúc lại ra. Xong rồi hỏi trên mặt để làm gì? Xong rồi để chân này kiểu này nhá. Phải để chân kiểu này cơ. Em này. Đúng thế rồi đấy. Phận anh nghèo anh quen rồi. Sao đây mà anh cần đấy. Giá làm gì? Giá lại dùng thôi. Rách nhiều quá. Anh cho mượn đôi dép bơ kìa của anh. Anh không dám đi những đôi dép xịn. Nhìn nó không vừa ngứa đấy. Mình thích đi dép rách, dép riết thôi. Sống khổ quen. Sống khổ quá mà bụng vẫn xệ hết cả ra rồi. Đây mới gọi sống khổ. Anh lại giải thích cho em lần nữa này. Người ta nếu mà người ta có tiền ấy thì người ta sẽ ăn uống điều độ, người ta sẽ tập tành các thứ, người ta sẽ đẹp. Còn những người không có tiền ấy thì có cái gì phải cố gắng ăn cái đấy. Đúng không? Có cái gì phải cố ăn thì đương nhiên là cơ thể nó thừa chất này thiếu chất kia rồi, nên nó béo rồi. À, em biết rồi. Đúng không? Đấy. Khổ lắm cơ, trình bày nhiều. Rồi cho lên cây đi anh. Cho leo cây đi anh. Ôi trời ơi, mệt quá. Mày có cầm mẹ cái mồm mày đi không? Mọi người ơi, mình vừa mới hoàn thiện xong một máy quay. Chứ bao nhiêu ngày khác thì mình quay từ 5:30 và đến bây giờ là 7 giờ rồi. Mà cảnh của mình và pin là full từ đầu đến cuối. Mọi người sẽ có thắc mắc là tại sao dạo này mình gầy và da mặt mình xấu đúng không? Đây chính là lý do đó. Kết thúc rồi. Thì thầm anh nói nhỏ, cảnh đêm còn 2 cảnh. Mai quay hết năng lượng rồi. Không biết đâu. Bye bye mọi người, mình kết thúc một ngày rồi.